Thị trường bất động sản Việt Nam tiếp tục chứng kiến sự hiện diện ngày càng nhiều của các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản. Các doanh nghiệp đến từ đất nước mặt trời mọc đang hướng đến chiến lược liên doanh toàn diện với các doanh nghiệp Việt giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường để đồng hành phát triển bền vững hơn. Tháng 12 năm 2023, cái bắt tay giữa ba liên doanh là công ty cổ phần đầu tư TT Capital cùng hai đối tác là công ty Cosmos Initia, thành viên tập đoàn Daiwa House Group và công ty Koterasu, hợp tác liên doanh đồng hành dài hạn trong việc phát triển các dự án bất động sản vừa túi tiền tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận. Nổi bật là dự án đầu tay mang tên TT Avio với quy mô gần 2.000 căn hộ có mức giá hấp dẫn dưới 2 tỷ đồng đang nhận được sự quan tâm rất lớn của thị trường. Thỏa thuận hợp tác toàn diện cùng đối tác hàng đầu Nhật Bản không chỉ giúp TT Capital có được tiềm lực tài chính vững chắc mà còn hoàn thiện mô hình quản lý dự án, tiếp cận các tiêu chuẩn phát triển bất động sản tiên tiến của thế giới thông qua bề dày kinh nghiệm, uy tín và sự lớn mạnh của các tập đoàn này. Trong đó, Cosmos Initia là một trong những tập đoàn bất động sản danh tiếng tại Nhật Bản, được thành lập vào năm 1969 và đặt trọng tâm phát triển bất động sản từ năm 1974, kinh doanh chính tại thị trường Nhật Bản và nhiều quốc gia nổi tiếng như Australia, Hoa Kỳ. Đặt trụ sở chính tại trung tâm thủ đô Tokyo hoa lệ và 7 văn phòng đại diện trên khắp Nhật Bản, Cosmos Initia khẳng định tên tuổi của mình với 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư phát triển bất động sản với các dự án chung cư, trung cao tầng, nhà phố, nhà ở biệt lập, mở rộng dịch vụ hoạt động cung cấp các giải pháp bất động sản cho doanh nghiệp như quản lý bất động sản cho thuê, tư vấn quản lý văn phòng với công nghệ AI hiện đại, kinh doanh dịch vụ lưu trú như phát triển hệ thống khách sạn, xây dựng và vận hành mô hình Condotel, phục vụ nhu cầu của khách du lịch lưu trú ngắn hạn và dài hạn tại Nhật Bản. Nổi bật là chuỗi khách sạn theo phong cách căn hộ Mimaru, một phong cách lưu trú ngắn hạn hoàn toàn mới ở khu đô thị. Triết lý kinh doanh cùng khẩu hiệu Next Good, Cosmos Initia không ngừng mang đến những giá trị mới đi trước thời đại cho khách hàng và xã hội, kiến tạo dự án chất lượng và đóng góp những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, Cosmos Initia đã ghi dấu ấn với gần 2.000 dự án, phát triển thành công với hơn 100.000 căn hộ chung cư tại thị trường Nhật Bản. Các dự án căn hộ Cosmos Initia triển khai đều nhận được giải thưởng Good Design do tổ chức uy tín hàng đầu Nhật Bản trao tặng. Ngoài ra, phát triển dự án bất động sản tại thị trường Australia từ năm 1990, đến nay Cosmos Initia đã thực hiện hơn 500 căn hộ tại thành phố Sydney. Trong đó, một số dự án căn hộ, nhà phố siêu sang có mức giá bán ấn tượng từ 3 đến 5 triệu đô la Úc. Đặc biệt hơn, Cosmos Initia là thành viên của Daiwa House Group, một trong những tập đoàn bất động sản lớn tại Nhật Bản với hơn 60 năm phát triển, vốn điều lệ lên đến 1,07 tỷ đô la Mỹ, kinh doanh tại Nhật Bản và 25 quốc gia trên thế giới. Điều này tiếp tục đưa Cosmos Initia kế thừa nền tảng của Daiwa House Group và thế mạnh của chính mình để triển khai tốt nhất trong dự án liên doanh đầu tư tại Việt Nam lần này. Ở Việt Nam, từ khi bắt đầu xem xét đầu tư vào mảng phát triển bất động sản, chúng tôi đã chú ý để tìm kiếm đối tác giàu kinh nghiệm và có năng lực được chứng minh qua những thành tựu cụ thể. Và đối tác TT Capital là một doanh nghiệp quy tụ được các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phát triển bất động sản, phát triển thành công rất nhiều dự án căn hộ cao tầng nên đã được chúng tôi tin chọn. Thêm vào đó, trong liên doanh, ông Yamaguchi, người sáng lập và điều hành công ty Koterasu, vốn đã có nhiều năm hợp tác bền chặt cùng công ty chúng tôi. Vì thế, chúng tôi đánh giá TT Capital và Koterasu là những đối tác cực kỳ đáng tin cậy để đi đến quyết định thành lập liên doanh chung. Thành lập năm 2020 với mục tiêu trở thành công ty bất động sản đa quốc gia xuất thân từ Nhật Bản, tập đoàn Koterasu mong muốn trở thành cầu nối giữa Nhật Bản và Việt Nam thông qua việc đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam đang rất giàu tiềm năng với cơ cấu dân số trẻ, tăng trưởng kinh tế ổn định ở mức cao, đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Tập đoàn Koterasu đặt trụ sở chính tại trung tâm thủ đô Tokyo là biểu tượng kinh tế văn hóa của Nhật Bản. Sau 4 năm hình thành và phát triển, Koterasu đã trở thành một trong những quỹ đầu tư bất động sản chuyên về thị trường Việt Nam tên tuổi, uy tín tại đất nước xứ sở Hoa Anh Đào. Thế mạnh của Koterasu ở các lĩnh vực hoạt động như mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư góp vốn vào các công ty, hỗ trợ tài chính doanh nghiệp, tư vấn niêm yết sàn chứng khoán và rất nhiều hình thức hỗ trợ tài chính cho đối tác. Thực tế cho thấy, Koterasu đã triển khai rất thành công nhiều dự án tại thị trường Việt Nam. Thành công này được Koterasu dựng xây dựa trên sự nắm bắt nhu cầu của khách hàng địa phương, thể hiện sự tôn trọng với đối tác và am hiểu thị trường. Dưới sự điều hành và lãnh đạo của Tổng Giám đốc Yamaguchi,
Kuterasu sở hữu đội ngũ nhân sự có nhiều kinh nghiệm vận hành quỹ đầu tư bất động sản tại Nhật Bản, Âu Châu và Việt Nam. Với phương châm bất động sản không biên giới, Kuterasu còn đang có kế hoạch mở rộng thị trường tại các đất nước trong khu vực châu Á như Philippines, Đài Loan. Sự hợp tác giữa ba công ty trong 5 năm tới kỳ vọng sẽ giải ngân 150 triệu đô la Mỹ. Đó là kế hoạch đầu tư dài hạn của chúng tôi. Về lâu dài, tại thị trường Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu, tạo ra môi trường sống tốt nhất và tiếp tục cung cấp nhà ở chất lượng cao với giá vừa tầm cho thị trường. Và dự án TT Avio là dự án mở đầu cho kế hoạch quan trọng này. Bên cạnh hai ông lớn Nhật Bản, cái tên TT Capital cũng thu hút sự chú ý của thị trường khi chính thức ra mắt. Được thành lập năm 2021, công ty cổ phần đầu tư TT Capital hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. TT Capital được dẫn dắt bởi ông Nguyễn Trung Tín, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và ông Nguyễn Đình Trường, Tổng Giám đốc, những người có kinh nghiệm hàng chục năm trong ngành bất động sản tài chính. Với mục tiêu định hướng phát triển các dự án bất động sản vừa túi tiền, đem lại cơ hội sở hữu nhà ở cho số đông người dân, TT Capital cam kết tạo ra các dự án nhà ở chất lượng và nâng cao trải nghiệm sống của khách hàng bằng các dịch vụ tiện ích khác biệt và vượt trội so với sản phẩm cùng phân khúc. Các đối tác Nhật Bản và người Nhật thì họ rất khắt khe trong cái việc là chọn lựa các đối tác để làm ăn lâu dài với nhau. Cách đây 2 năm khi dự án đã bắt đầu hình thành thì chúng tôi đã có làm việc với nhiều đối tác đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nhà đầu tư đến từ châu Âu. Sau quá trình làm việc thì chúng tôi đã quyết định chọn đối tác đến từ Nhật Bản bởi vì chúng tôi cảm thấy được rằng chúng tôi có chung quan điểm, có chung cách làm và có chung cái định hướng với nhau. Sau quá trình thương lượng thì chúng tôi đã quyết định chọn đối tác đó là Cosmo Initia, là thành viên của tập đoàn Daiwa House đến từ Nhật Bản. Vì họ có hơn 50 năm trong kinh nghiệm phát triển bất động sản tại Nhật Bản và khắp nơi trên thế giới, cùng với quỹ Kuterasu, một quỹ vận hành bất động sản rất nổi tiếng ở Việt Nam, để đồng hành cùng chúng tôi trong dự án này. Các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản cũng đánh giá rất cao cái mong muốn phát triển dòng sản phẩm căn hộ vừa túi tiền nhưng chất lượng cao và vượt trội của TT Capital, và họ cũng đánh giá cao và tin tưởng đội ngũ nhân sự của TT Capital giàu kinh nghiệm đã làm rất nhiều dự án thành công tại thị trường Việt Nam. Sự cộng hưởng của những đối tác liên doanh tên tuổi hàng đầu như Cosmos Initia, Kuterasu và TT Capital là bảo chứng cho chất lượng dự án căn hộ TT Avio với hệ sinh thái tiện ích hiện đại và đa dạng, nâng tầm chất lượng sống của người dân, góp phần gia tăng giá trị căn hộ TT Avio bền vững theo thời gian khi gửi trao đến tay khách hàng.